Rồi, tiếp tục series về con AI Mid Journey ha. Trong video lần này, mình sẽ nói về chủ đề là Mid Journey còn dùng miễn phí được nữa hay không? Và khi nào thì được dùng miễn phí? Và bên cạnh đó thì những cái gói trả phí của nó khác nhau như thế nào? Và nên chọn gói nào là tối ưu nhất? Rồi, ok, vào nội dung chính ha. Mình sẽ nói về những cái gói trả phí của Midjourney trước ha. Đó. Thì ở đây, đây là cái trang mà đăng ký nè ha. Còn bạn có thể coi chi tiết so sánh ở cái trang mà document, tức là tài liệu của Midjourney ha. Mọi thứ tài liệu về Midjourney có ở đây ha. doc.midjourney.com. Đó, ở trong đây có hết. Rồi. Thời điểm hiện tại á thì có 3 gói trả phí ha. Là Basic Plan, Standard Plan và Pro Plan. Đó. Thì gói Basic á thì là giá mỗi tháng là 10 đô. Gói Standard là 30 đô và gói Pro là 60 đô. Đó. Nếu mà bạn mua nguyên 1 năm luôn á thì nó sẽ được giảm 20% các bạn. Thì cái gói Basic nè là 1 năm là 96 đô, còn gói Standard 1 năm là 288 đô và gói Pro là 576 đô. Những cái gói này có gì khác biệt? Đó, đây nè. Nếu mà là gói Basic á, gói Basic thì ở đây nó không có thông tin về cái việc mà chỉ được 200, tạo 200 cái hình. Bên trang này có nè ha. Đây, gói Basic á, đây là chỉ giới hạn là chỉ tạo được mỗi tháng là 200 hình nữa ha. Đó. Còn những cái gói khác, rồi để mình qua đây mình coi nó có bảng so sánh, coi nó dễ hơn nè. Những gói khác là không giới hạn số hình được tạo ha. Đó, rồi. Tiếp tục là cái Fast GPU Time. Tức là gì? Thì cái gói Basic Plan này nè, 200 hình là tương đương với lại 3,3 tiếng á. À, rồi, Standard, có Standard là có 15 tiếng mà Fast Time. Và gói Pro là có 30 tiếng. Fast Time là gì? Cái Fast Time này á, tức là cái khi mà bạn gõ cái lệnh prompt á, gõ lệnh Amazing á, để mà nhờ con AI Midjourney nó vẽ thì nó sẽ gửi cái lệnh đó tới GPU, tức là card màn hình đó ha, để mà nó xử lý. Và nếu mà card màn hình nó xử lý thì tốc độ nó vẽ ra cái hình rất là nhanh các bạn. Bạn gõ cái lệnh xong á, bạn đợi khoảng 10 giây, mười mấy giây, 20 giây là xong cái hình ha, rất là nhanh. Rồi. Còn nếu mà bạn dùng hết cái mà fast hour này á, fast time này á, thì nó sẽ tự động chuyển qua cái gọi là Relax Time. Relax Time thì nó cũng dùng GPU nó vẽ, nhưng mà nó sẽ lâu hơn ha. Đó. Ví dụ như là một cái hình bạn dùng Fast Time, bạn mất khoảng 15 giây đi. Còn nếu mà hết cái Fast Time rồi đó, chuyển qua Relax Time thì có thể là bạn mất khoảng 1 phút á, kể từ lúc mà bạn gửi cái hình ha. Đó. Thì gói Standard với lại gói Pro là không có giới hạn số lần bạn vẽ hình ha. Còn cái gói Basic nè thì nó giới hạn các bạn, bạn vẽ được có 200 hình thôi. À, cái này còn lưu ý. Rồi. Purchase extra GPU time là gì? Tức là nếu mà bạn muốn bạn dùng hết cái fast time này nè, bạn muốn mua thêm á thì cái giá mua thêm đây mỗi giờ là 4 đô ha. À, mình đây mình chưa bao giờ mình mua thêm á. Đó, mỗi tháng nó cho như đây fast time, mình dùng hết xong thì mình chuyển qua relax time thôi. Rồi. Cái này Work solo in your direct message nghĩa là gì? Nghĩa là thay vì bình thường á là bạn vô cái Discord của Midjourney bạn vẽ thì bạn có thể inbox nó, bạn có thể chat trực tiếp với cái con bot của Midjourney nhờ nó vẽ ha. Đó thì bạn có không gian riêng tư của bạn. Đó. Rồi. Tiếp theo là cái still mode. Still mode là gì nè? Dịch ra cho bạn nè. Chế độ tàng hình. Chế độ tàng hình này, cái still mode là chỉ có trên gói Pro thôi ha. Gói Pro, đó, nó chỉ có gói Pro nó mới có chế độ này. Tức là những cái gói Standard hay là Basic á, bạn vẽ xong á là cộng đồng họ có thể biết được là bạn vẽ cái hình gì ha. Tức là nó bạn vẽ xong là cái hình của bạn nó sẽ đưa ra công chúng luôn các bạn. Nhiều người người ta coi được cái hình họ và họ có thể chôn cái ý tưởng của bạn. Còn nếu mà bạn dùng gói Pro á là bạn bật cái chế độ mà Still Mode lên á. Tức là những cái hình bạn vẽ xong bạn riêng tư ha, những người của cộng đồng không có thấy được cái hình đó của bạn, không có đưa ra cộng đồng để cộng đồng xem. À,
trang trang bên Midjourney nó có một cái trang để mà bạn coi, nghĩa là những cái hình mà của cộng đồng đang vẽ đó là bạn coi được ha. Rồi maximum queue tức là hàng đợi ha, đó thì nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như là bạn có một cái app pro đi ha, app pro này xử lý được đồng thời 12 cái lệnh, nghĩa là ví dụ như là bạn gửi cùng lúc 12 cái lệnh thì nó vẫn xử lý được cùng lúc 12 cái lệnh đó ha, chứ không phải đợi từng lệnh xử lý xong mới tới lệnh khác đó. Appro nó ngon lành vậy các bạn ha, Appro gấp đôi app standard, nhưng mà những cái nó đem lại á nhiều thứ lắm. Rồi tiếp theo là gì? Khi mà bạn còn fast time này nè, nó sẽ xử lý được đồng thời 12 lệnh, còn khi mà hết fast time á thì nó xử lý được đồng thời 3 lệnh ở trong cái remote time ha. Rồi ngoài ra thì có 10 cái lệnh trong hàng đợi, nghĩa là ví dụ bạn gõ, bạn hết dùng hết cái fast time ha, nó chuyển qua cái relax time, thì nó ví dụ bạn gõ 12 lệnh thì nó đầu tiên là nó sẽ xử lý 3 cái lệnh đầu trước ha, còn chín cái lệnh sau nó sẽ đưa vào hàng đợi, khi nào mà 3 cái lệnh đầu nó xử lý xong nè, 3 lệnh kế tiếp nó sẽ xử lý đó, dần 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 như vậy, thấy không? Đó thì cái pro này nó có cái là 12 cái xử lý lệnh đồng thời khi mà còn cái fast time, ngon không? Đó, rồi tiếp tục cái ray image to earn free GPU GPU time là gì? À, cái tính năng này nó không còn các bạn, theo mình cập nhật thì tính năng này hình như là không còn nữa. Tính năng này nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như là có những cái hình á ở ngoài cộng đồng chẳng hạn, cái hình mà được được show ra ngoài cộng đồng á, bạn bấm like cho nó để mà bình chọn xem là cái hình đó là đẹp hay không hay là gì đó để mà xếp hạng kiểu vậy á đó, thì bạn bình chọn thì sẽ được thêm cái thời gian mà fast time này nè nó thưởng cho bạn, nhưng mà hình như là cái tính năng này hết rồi các bạn, không còn nữa ha. Rồi tiếp tục bug download your image from Midjourney website, tức là cái tính năng là cái tính năng tải tải những cái hình về tải những cái hình của cộng đồng về ha. Đó thì bạn đăng ký những cái gói này, gói trả phí thì bạn được coi những cái hình mà của cộng đồng rồi bạn tải về ha. Rồi còn một cái này rất là quan trọng nè, usage right tức là quyền quyền sử dụng những cái hình mà bạn dùng cái con AI Midjourney bạn vẽ đó, cái này rất là quan trọng ha. À, nhiều nhiều bạn sẽ thắc mắc là nhiều bạn hỏi mình á là ví dụ dùng cái con AI Midjourney này nè vẽ xong mình có đem bán được những cái hình đó không, có đem dùng trong những mục đích thương mại được không, thì mình theo cái này mình đọc á là bạn được phép sử dụng vào mục đích thương mại khi mà bạn dùng những cái gói trả phí của Midjourney ha. Đây mình dịch cái câu này cho bạn luôn nè, đầu tiên là câu này đây, nếu bạn đã đăng ký bất bất kỳ cái thời điểm nào, tức là bất kỳ cái gói nào á, bạn có thể tự do sử dụng hình ảnh của bạn theo cách mà bạn muốn đó, nói chung là dùng được vào mục đích thương mại. Có một cái lưu ý này đây, nếu mà cái doanh thu của công ty bạn mỗi năm á là trên 1 triệu đô thì bạn buộc phải mua gói pro à, nói chung là trên 1 triệu đô khá là lớn ha, đó bạn mua gói pro thì tùy nhu cầu thôi đó. Đó là nói chung là bạn có quyền dùng Midjourney cho mục đích thương mại đó ha. Đó rồi đó là xong so sánh những cái gói trả phí của Midjourney, ok ha. Rồi phần tiếp theo sẽ là nói về cái việc mà Midjourney nó còn cho dùng free hay không. Trước kia lúc mà Midjourney nó mới ra các bạn thì nó cho dùng miễn phí ha, nghĩa là mỗi cái tài khoản sẽ được tạo gửi 25 lệnh ha, gửi 25 lệnh miễn phí đó. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái Midjourney nó lớn rồi, họ cái thời điểm họ mới ra họ cần khách, họ cần thu hút người dùng, rồi họ cần phải người dùng vào dùng để mà training đào tạo cho con AI, nên họ cần một số lượng lớn người dùng miễn phí, cho dùng miễn phí á. Còn bây giờ họ đã lớn mạnh quá rồi, là Midjourney là vẽ là quá đẹp rồi đó, họ là đầu bảng rồi trong việc mà AI mà vẽ hình á, nên họ không cần cho miễn phí nữa à, bắt buộc phải trả phí rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có những đợt họ cho dùng miễn phí, đó là đợt nào? Ví dụ như là cách đây 1-2 tháng có một cái đợt là Midjourney nó tung ra phiên bản 5.0 ha. Đó thì nó muốn mọi người cộng đồng được sử dụng nó, trải nghiệm nó để mà phản hồi là coi coi nó có vấn đề không. Thì thời điểm đó Midjourney họ cho sử dụng miễn phí trong vài ngày á.
Mình nhớ là mình có cái thời điểm đó mình có thông báo trên cái Discord của mình ha, cho mọi người vào dùng. À, thì lâu lâu nó sẽ ra cái, mình nghĩ là lâu lâu sẽ nó sẽ có những cái đợt cho dùng thử miễn phí các bạn. À, thì sắp tới nghe nói là qua tháng, thì lúc mình làm video là tháng 6 á, nghe nói qua tháng 7 nó sẽ ra cái version 6, và mình nghĩ là nó cũng có thể là nó sẽ cho dùng miễn phí vài ngày để mà cho mọi người trải nghiệm cái version 6 ha. Đó, đó là câu trả lời cho việc mà Midjourney còn dùng miễn phí không, khi nào có thể được dùng miễn phí. Rồi bây giờ là tới cái phần mà ai nên dùng, nên dùng gói nào tối ưu ha. Rồi thì gói basic đây, gói cơ bản nhất 10 đô một tháng, nếu mà quy đổi ra tiền Việt rồi phí chuyển đổi ngoại tệ này nọ nữa là khoảng 240, 250 đó các bạn. Và mỗi tháng bạn chỉ được vẽ có 200 lần thôi, 200 cái lệnh lệnh thôi, 200 lệnh mà một tháng hết lẻ lắm. Nên cái gói này mình nghĩ là dùng không có đã. Gói mà basic này là gói 10 đô nè. Đó, còn ít ra là chơi gói standard nè. Gói standard này thì 30 đô. 30 đô quy ra tiền Việt, nếu mà quy ra tiền Việt á, chuyển đổi này nọ á, thì cỡ 700 ngàn á. À, 700 ngàn có thể hơn xíu. 15 giờ fast fast hour, fast time và không giới hạn cái lệnh sử dụng. Đó, à. Còn gói Pro mắc gấp đôi nhưng mà được rất là nhiều thứ quyền lợi khác. Ví dụ như là gấp đôi cái thời gian fast time nè. Rồi xử lý được đồng thời tới 12 lệnh lận. À, ngoài ra nữa nó còn có Steel Mode. À, chế độ giống như là chế độ ẩn danh á. Đó. Rồi. Thì tất cả những cái gói này bạn đều dùng cái hình dùng làm mục đích thương mại được ha. Đó. Thì ví dụ là bạn nào muốn trải nghiệm á thì trên mạng có những cái người người ta bán xe xe cái ạc á, xe ạc đó mà bạn dùng chung ha. Tại vì cái gói Pro này nè, xử lý được tới 12 lệnh đồng thời lận, nên ví dụ như là ạc đó có thể xe được 8 người, 10 người, 12 người thì vẫn dùng ổn ha. Đó. Thì bạn nào quan tâm á thì có thể coi cái link bên dưới, có thể đăng ký xe dùng chung, mình sẽ để link dưới phần mô tả ha, nếu mà bạn nào quan tâm muốn dùng thử. Đó, thông tin chi tiết ở dưới đó ha. Rồi gói standard thì sao, ví dụ gói standard mình nghĩ là dùng cũng ổn ha. Bạn có thể là rủ bạn bè khoảng ba bốn người á, đó thì dùng chung một ạc này cũng được đó. Còn nếu nếu mà không thì cứ dùng gói xe thôi, xe với người ta ha. Thì mỗi tháng chắc tầm thời điểm hiện tại chắc mỗi tháng tùy nơi nữa, nơi 200-300 ngàn vậy đó mỗi tháng. 200-300 ngàn là cỡ bằng cái gói basic này nè, giá bằng gói basic, nhưng mà bạn được được dùng trải nghiệm những cái tính năng của những cái ạc này ha. Đó. Đó. Còn ví dụ bạn là công ty, bạn làm cái này để mà bạn kiếm tiền cho công ty ha, mang về lợi nhuận nhiều, thì mình nghĩ là cứ quất gói Pro này luôn cho chia cho mọi người dùng chung ha. Đó. 30 tiếng fast time thì cũng khá là nhiều rồi các bạn. Cũng cũng nhiều lắm á. 30 giờ fast time này cũng tạo được cũng vài ngàn tấm hình á. Nhưng mà bạn cũng phải dùng tiết kiệm đó, nếu mà dùng hoang phí quá thì cũng nhiều khi dùng mới có 3 4 ngày là nhiều khi cũng hết ha. Còn nếu mà dùng biết cách dùng thì dùng tiết kiệm á thì cả tháng cũng chưa hết được cái này đó ha. Rồi ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái mà những cái gói trả phí của Midjourney, và về thông tin về Midjourney có dùng miễn phí nữa hay không, khi nào có thể dùng được miễn phí ha. Rồi bạn nào quan tâm đến những cái gói mà share ạ, Midjourney với gói Pro dùng chung á, có thể xem dưới link dưới phần mô tả. Rồi bạn nào có thắc mắc gì á cứ để lại comment ha. Và nếu mà bạn thấy video này có ích nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ cho đất channel nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn, bye bye and good luck.